Và trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu xem một số các tên viết tắt của các cái hàm ở trong Tơ thờ. Thì những cái tên viết tắt này người ta gọi là alias, tức là bí danh của một hàm. Mình gọi tên hàm theo tên dài hoặc theo tên ngắn đều được, kết quả sẽ như nhau. Và việc gọi hàm theo tên ngắn sẽ làm chương trình ngắn gọn hơn rất là nhiều. Tại vì hầu hết các chương trình liên quan đến Tơ thờ chúng ta cần phải lặp đi lặp lại cái việc gọi những cái hàm này nhiều lần. Thì cái tên ngắn này giúp chương trình gọn hơn. Ví dụ hàm forward chúng ta có thể viết là SD. Hàm backward chúng ta có thể viết là BK. Tương tự right là RT, left là LT, vân vân. Có những hàm cũng sẽ có tên khác hẳn đi, như là go to thì tương đương với set post và đặt vị trí. Set heading thì set h thì là viết tắt bình thường. Hay hàm pen size là hàm đặt độ dày của nét vẽ, có thể thay bằng hàm width ngắn hơn một chút là hàm độ rộng. Show total là st. Ở đây có một cái hàm mới nữa mình chưa dùng đến, là hàm clear screen, làm xóa toàn bộ những hình vẽ trên màn hình để chúng ta vẽ lại một cái hình mới. Thì hàm này rất là hữu ích khi chúng ta vẽ một cái chương trình mà có hoạt động, có hoạt cảnh. Ví dụ như hoạt hình, chúng ta vẽ một quả bóng di chuyển trên màn hình đến cạnh của màn hình thì nó nảy lại, ví dụ thế. Thì chúng ta phải thực hiện liên tục các thao tác là xóa màn hình rồi vẽ lại, xóa màn hình rồi vẽ lại. Cứ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành chuyển một cái chương trình chúng ta đã làm trước đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành chuyển một cái chương trình mà chúng ta đã làm trước đó thành dạng sử dụng các hàm viết tắt. Thì chúng ta có thể quay về My Code, Google code của tôi, và tìm bất kể một cái chương trình nào mà chúng ta thực hành lúc nãy bằng Turtle. Ví dụ cái ba hình này đi, hình rất là dài này, vẽ ba hình này thì chúng ta phải chuyển hết tất cả những cái hàm về tên dài thành hàm có tên ngắn hơn. Ví dụ hàm pan up thì chuyển thành width, xin lỗi, hàm pan size chuyển thành width, pan up chuyển thành pu, backward chuyển thành bk, pan down chuyển thành pd, speed thì nguyên. Chúng ta thể viết ngắn trên này. Speed. Rồi, forward là FD. Left là LT. Nó thể viết trên một dòng. Lưu ý là mình không khuyến khích các bạn viết trên một dòng nhé. Ở đây mình viết gọn lại để các bạn dễ quan sát thôi. Pan up là PU. Forward viết là SD. Pan down là PD. Color để nguyên. Tương tự, đây có forward là SD, left là LT. Pan up, backward là BK. Right, RT. Forward là SD. Left là LT. Color, pan down là PD. Là PD. Tương tự ở đây có forward RT, forward RT. Vậy là xong. Nó chạy lại. Thì vẫn là chương trình như vậy. Dùng các tên ngắn của hàng. Thì từ nay trở về sau các bạn có thể sử dụng tên ngắn này của hàm để viết chương trình được nhanh hơn. Tuy nhiên mình không bao giờ khuyến khích các bạn viết nhiều lệnh trên một dòng nhé. Theo các khuyến nghị từ các chuyên gia về Python hay là những tổ chức về viết code đẹp thì code của Python mỗi lệnh phải nằm trên một dòng. Chúng ta không dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa các lệnh trên một dòng. Ở đây vì màn hình này có hạn cho mình muốn thu lại trên một dòng để các bạn có thể quan sát được toàn bộ chương trình trong một màn hình. Còn khi làm thực tế các bạn luôn luôn ngắt dòng mỗi lệnh một dòng giúp mình nhé. Và các bạn có thể chuyển toàn bộ tất cả những chương trình đã thực hành về cái dạng sử dụng hàm viết tắt, cũng coi như là một lần xem lại mỗi những cái lệnh mình đã học. Và mình sẽ kết thúc cái nội dung của bài học số 5 về môn Thơ thờ trong khuôn khổ của khóa học thu gọn ở đây. Các phần còn lại sẽ là nội dung của khóa đầy đủ, bao gồm các phần như sau: vẽ chữ về Thơ thờ, mình sẽ học cách viết chữ lên trên cái mặt vẽ, cả việc chọn kích thước của chữ, màu sắc của chữ hay là font chữ. Thứ hai là chọn cấu vẽ cấu hình nâng cao và làm việc với màu sắc, bao gồm cách biểu diễn và lưu trữ màu sắc trên máy tính này, cách chọn màu và tô màu cho viền kín, cách đặt màu bút, màu nền và màu tô.
Tiếp theo là phần vẽ hình nâng cao, bao gồm các vẽ hình đa giác, vẽ hình tròn và vẽ hình phức tạp hơn như là vẽ bàn cờ vua, vẽ quốc kỳ Việt Nam. Sử dụng mỗi vòng lập pho và pho lồng nhau để vẽ hình, tạo nên những hoa văn rất phức tạp. Và cuối cùng là phần kỹ thuật hoạt hình, tức là vẽ một cái hình ảnh hoạt động ở trên thơ thờ. Sử dụng kỹ thuật là vẽ đi xóa lại với tốc độ rất là nhanh để tạo nên một hình ảnh hoạt động giống như phim hoạt hình. Đấy là nội dung của khóa đầy đủ. Để đăng ký khóa đầy đủ thì các bạn có thể tham gia vào trong web của ucode.vn và thực hiện đăng ký ngay trên website. Nếu khóa thu gọn thì mình sẽ dừng cái bài học này ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài học tiếp theo.